Chào các bạn, hiện tại thì anh em tụi mình cùng đi xem bộ phim Em là bà nội của anh. Em là bà nội của anh. Trước khi xem phim thì anh em tụi mình sẽ tranh thủ bao ảnh chút xíu. Phim Em là bà nội của anh thì nói về già thanh nha, chán nản cuộc đời và quyết định là đi chụp ảnh thờ. Thì sau khi chụp ảnh á thì cái nội dung thế nào thì các bạn có biết rồi đó. Thì phim này do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, các bạn có biết tới anh này á như là Casino, tính nàng của này là Casino rất là nổi tiếng cái diễn đàn điện ảnh. Thì ảnh được CJ Entertainment của Hàn Quốc á mua bản chọn cách tiên là đạo diễn của phim này. Phim này đã được chiếu bên Hàn Quốc rồi với tựa là Ngoại già tuổi đôi mươi. Thì Hàn Quốc là ngoại già thì có Việt Nam là nội già đôi mươi. Rồi biết được là Em là của anh. Thì nói chung là tụi mình đang rất là hồi hộp để chuẩn bị xem bộ phim này sẽ như thế nào. Các bạn chờ đón xem anh em tụi mình sẽ có những cái tí như thế nào về bộ phim này. Trời nóng muốn chết, làm cái gì mà lâu quá vậy? Mày em la ai vậy? Tôi nghĩ mình nên đi chụp một cái ảnh thờ trước khi già nua xấu xí. Em? Cậu gọi tôi là em á? Một bạn trai của em như thế nào? Sự nghiệp thì phải có chỗ đứng, còn trên giường thì phải cứng chỗ đó. Xem bộ phim Em là bà nội của anh thì trước đó mình cũng đã xem cái bộ phim bản Hàn Quốc của CJ, đó chính là phim Ngoại già tuổi đôi mươi. Bộ phim này đã được dựng lại phù hợp hoàn toàn với lại bối cảnh Việt Nam, mặc dù nó đã rất là tôn trọng cái kịch bản gốc của phim, nhưng mà từ cái hình ảnh nhân vật cho đến cốt truyện cho đến những cái sự việc diễn biến trong phim nó đều thay đổi như thế nào cho nó hợp nhất với văn hóa của người Việt Nam mình. Cho nên là mình thấy phim này á, các bạn xem, dù cho các bạn đã xem phiên bản gốc rồi thì các bạn vẫn không thấy nó bị trùng lặp bởi cái phiên bản cũ. Về diễn viên của phim Em là bà nội của anh thì mình chỉ nói một từ, đó là xuất sắc. Bởi vì nhà sản xuất Hàn Quốc CJ đã chọn rất là kỹ từ đạo diễn cho tới diễn viên, cho nên nó là từ nhân vật thế hệ trước cho đến thế hệ sau đều nhập tâm rất tốt nhân vật của mình. Mình đã từng có một cái quan niệm rất sai lầm của phim Việt Nam, đó chính là những bộ phim bây giờ tại sao các diễn viên trẻ diễn lại đơ quá, tại sao họ không thể nào mà nhập tâm được cái nhân vật của mình khi mà nhận vai. Bởi vì thực sự theo quan điểm của mình đó là do nhà sản xuất chưa biết cách chọn diễn viên tốt cho phim của mình. Nhạc phim cũng chính là điểm nhấn của bộ phim này. Thì trong phim sẽ là một ca khúc ví dụ như là Còn tuổi nào cho em, Diễn xưa, Omelie.
tuy là những khúc xưa nhưng sẽ được thổi ra những luồng gió mới. Bạn xem phim thấy rất là thích thú những ca khúc này, đặc biệt ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em sẽ lồng cái hoàn cảnh của nhân vật chính vô, sẽ lấy sẽ khiến các bạn lấy nước mắt rất là nhiều. Tuổi nào vượt hơn buồn áo gầy ví dụ như ca khúc nhạc chủ đề của phim mang hướng rất là trẻ trung hiện đại. Ngoài ra còn có những ca khúc rất là vui, ví dụ bán ve chai của cô Kiến Huy trình bày trong phim, thì các bạn xem phim mình sẽ thấy ca khúc nó vui như thế nào. Một điểm đặc biệt của phiên bản Việt, phim Em Là Bà Nội Của Anh mà chưa từng tồn tại ở kịch bản Hàn Quốc, đó chính là sự nhắc lại diễn viên quá cố, nghệ sĩ Thanh Nga. Thì ngay cả cái cách chọn tên nhân vật lúc mà bà nội hóa lại thành cô gái trẻ thì cũng chọn cái tên Thanh Nga. Và trong hiệu ảnh thanh xuân cũng xuất hiện rất là nhiều hình ảnh Thanh Nga. Và đặc biệt hơn hết đó là diễn viên khách mời Hà Linh, anh ấy chính là con của nghệ sĩ quá cố Thanh Nga. Bên cạnh những tiếng cười mà phim đem lại, phim còn dẫn đến cho khán giả rất là nhiều tình huống cảm động. Mà trong đối với mình sẽ có hai cái tình huống mà cảm động nhất và lấy nước mắt của khán giả nhiều nhất. Thứ nhất là lúc mà ca sĩ Thanh Nga đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em. Thì trong lúc mà hát ca khúc ấy thì những cái cảnh mà từ cô ta lúc còn trẻ cho đến trước khi mà cô ta nhận được cái tin mà mất chồng, cho đến lúc mà nuôi con lớn như thế nào, thì mà lúc đó ca sĩ rơi nước mắt và khán giả ngồi ở bên dưới rơi nước mắt, cũng như khán giả ở ngoài rạp cũng cảm thấy rất là cảm động. Và cái tình huống thứ hai là tình huống cuối, là khi mà cái người con trai của bà nội đã nhận ra được cái cô gái trẻ này chính là người mẹ của mình. Và trong lúc mà cô ta chuẩn bị hiến máu cho đứa cháu thân yêu của mình thì con trai của cô ấy cũng đã kể lại hoàn toàn một câu chuyện là người mẹ mình đã hy sinh như thế nào, cho dù mọi chuyện xảy ra như thế nào thì người mẹ cũng đã hy sinh cho con cái. Thì khi đó là diễn viên Minh Lê hóa thân rất là tốt, cô ấy đã khóc theo cái từng cái lời kể của diễn viên Minh Quê, và khán giả cũng theo cái mặt diễn như thế nào, thế mà cảm thấy rất là cảm động. Phim này cũng đem lại rất là nhiều tiếng cười, ví dụ mình coi trong rạp xung quanh khán giả mình cũng cười rất là thoải mái và vui vẻ. Thì trong phim có hai nhân vật mang tiếng cười, đó chính là diễn viên Hà Thu Trang. Cô diễn rất là thoải mái, rất là tự nhiên, làm cho mình cũng thấy rất là thoải mái theo cái diễn viên Hà Thu Trang. Và trong đó mình thích thêm một tuyến diễn viên là cô Kim Xuân. Nghệ sĩ Kim Xuân diễn nói chung là rất ấn tượng và cũng rất là xinh đẹp luôn nha. Thì đặc biệt bạn sẽ được xem phiên bản Đường Cong, phiên bản người lớn tuổi do cô Kim Xuân trình bày. Khi xem phim xong, mình cảm thấy rất là quý tuổi trẻ của mình. Bởi vì trong phim đó, mọi người bà đã sống hết 70 năm cuộc đời, thì những ngày tháng còn lại thì cũng chỉ là ăn hưởng tuổi già mà thôi. Vì bà ta lại được một lần nữa hóa thân thành cô gái 20 tuổi, sống lại với chính mình, được sống với đam mê, được sống với ước mơ, được hát, được trẻ đẹp. Và trong khi thực sự mình đang có hiện tại đó chính là tuổi trẻ thực sự của mình. Thì các bạn nên nhớ một điều là thời gian một đi sẽ không trở lại, một kịch bản phim thì nó cũng sẽ là mang những cái điều hư cấu trong đó. Và cái mà mình đang có đó chính là những cái tuổi thanh xuân của mình. Các bạn không nắm giữ lúc này thì đến 70 năm sau các bạn sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được cái tuổi thanh xuân của mình một lần nữa. Phim nhấn mạnh sự mâu thuẫn, xung đột giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Vì vậy nên mình nghĩ là khi đến rạp xem phim, bạn nên đi cùng với gia đình của mình, thì thật là tuyệt vời luôn. Dưới góc độ là một khán giả, mình thấy các bạn sẽ hoàn toàn nên đến xem bộ phim này. Cho dù là các bạn đã đóng xem bộ phim ở phiên bản Hàn Quốc hay là phiên bản Trung Quốc đi chăng nữa, thì ở phiên bản Việt Nam này cũng có những điểm hoàn toàn mới khác lạ so với phiên bản cũ. Và điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn đó chính là 1, 2, 3 Merry Christmas.